Tom đang trả lời đó hả? Sao Tom lại ám tôi hoài vậy? Chào mọi người đã quay trở lại với Mina Channel cùng với Kona Nani. Ngày hôm nay nói tiếp những chuỗi series bí ẩn về Talking Tom cũng như là Talking Angela. Thì ở tập trước khi Mina xong kiếm hợp bích giữa Ginger và Angela thì có vẻ như là cái vận ám đã ám lên người Mina và các bạn lại tiếp tục ám và nói với Mina rằng hôm nay chúng tôi đi tìm bạn, mà Mina cũng không biết là liệu những cái câu trả lời tiếp theo là gì, bởi vì hôm trước Mina sợ quá cho nên là Mina tắt máy off đi ngủ luôn và không chơi vào lúc 3 giờ sáng như mọi lần nữa. Hôm nay là 4 giờ chiều và Mina sẽ tiếp tục cuộc đi tìm lý do tại sao Ginger và Angela lại đến ám Mina như vậy và liệu hôm nay có bị ám nữa hay không. Mọi người cùng theo dõi với Mina nha. Và nhớ trước khi xem clip bấm theo dõi cũng như là chia sẻ clip thật nhiều nha mọi người. Ok, tiếp tục là màn xong kiếm hợp bích giữa Angela và Talking Ginger. Hai bạn tìm ai? Hai bạn tìm ai? Cả hai lần Mina hỏi là hai bạn tìm ai thì nó chỉ đều trả lời một câu duy nhất là Talking Tom. Trời ơi, tức là mình đã bị ám rồi. Từ lúc mà mình chơi những bạn này đã ám mình và đã theo gia phả đi chung với nhau, tìm nhau rồi. Mina rất là chỉ là một cô gái rất là bình thường, nhỏ bé và nhát gan. Tại sao lại chọn tôi là ám tôi vậy trời? Nên Mina sẽ tìm hiểu là lý do tại sao tại sao lại ám tôi. Tại sao lại ám tôi ha. Mina sẽ tìm hiểu câu trả lời. Tại sao lại ám tôi? Mọi người hiểu nó trả lời không? Mina hỏi một cách rất là dễ thương. Tại sao lại ám tôi? Thì nó kêu là tao thích. Trời đất ơi. Ủa sao không thích người khác, ám người khác giùm tôi đi. Tự nhiên ám tôi làm chi? Rồi giờ bắt tôi đi tìm Tom cho mấy người. Bây giờ mình sẽ hỏi ha. Mình sẽ chính thức hỏi câu liên quan đến Tom. Đó là phải tìm Tom ở đâu? Phải tìm Tom ở đâu? À, go downstairs có nghĩa là đi xuống lầu. Hiện tại Mina đang ở lầu 4 thì trời má ơi, rồi tôi biết đi lầu nào trời. Tôi đang ở lầu 4 giờ nãy tôi đi từng lầu tôi tìm con Tom. Trời ơi, chỉ dẫn cũng phải cận kẽ, phải tỉ mỉ. Trời ơi, mình phải chỉ là xuống lầu 3, xuống lầu 2 hoặc là xuống phòng 1, phòng A, phòng B, phòng C chứ xuống lầu biết lầu nào. Ok, bây giờ mình sẽ thử nghe lời Ginger và Angela cứ đi xuống lầu đi. Không biết lầu 3, lầu 2 hay lầu 1. Mình đang lầu 4 nha. Nhưng thôi kệ, cứ đi đi. Rồi sẽ tới. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm cái sự thật nha. Đi. Tom. Cái khu gì vậy? Tom. Angela với Ginger kiếm kìa. Đang ở đâu đi ra đi. Đoàn tụ có vui không? Tom đang trả lời đó hả? Sao Tom lại ám tôi hoài vậy?
vừa rồi không? Nếu như mọi người mà có tu đi tu lại khúc vừa rồi hiểu chuyện gì xảy ra, giải thích cho Mina biết với nha. Hồi nãy á là lúc Mina vừa tìm được Tom đúng không? Xong rồi Mina ngồi nói chuyện với lại Angela, Tom với Ginger. Thì nãy Mina hỏi gì ta, trời bây giờ rối quá không nhớ gì luôn á. Câu đầu tiên là ba bạn đoàn tụ rồi thì có vui không? Thì ý là Mina tưởng là nhiệm vụ mình tới đây là chấm dứt rồi, mình tìm được Tom rồi thì là xong rồi chứ. Thì tưởng ba đứa sẽ trả lời là yes hay sao đó. Tự nhiên Angela có trên trời im re không nói gì hết, mà có mình Tom nói là no, tức là không vui. Rồi Mina hỏi gì nữa ta, Mina hỏi là Tom đang nói chuyện thì Tom kêu ừ, Tom kêu yes nghĩa là ừ. Xong rồi sợ quá, xong rồi cái Mina mới hỏi là ủa tại sao cứ mọi người cứ ám tôi hoài vậy. Thì Tom mới nói là tại vì cần Mina giúp đỡ. Rồi Mina hỏi giúp gì thì nó kêu là đi tìm nó, đi tìm Tom. Mina mới nói ủa biết đâu mà tìm. Cái Tom mới kêu là tìm người kia kìa. Mina hỏi người kia là ở đâu thì tự nhiên nó im re, nó không trả lời nữa. Trời ơi, vậy cuối cùng là sao ta? Cuối cùng là cái việc mà các bạn này ám Mina là muốn Mina giúp hả? Vì sao không ám người khác, ám Mina chi vậy trời? Hay tại Mina có gì giúp được mọi người? Ủa, tôi là người bình thường, tôi có gì đặc biệt đâu. Tự nhiên ám tôi bắt tôi đi tìm là sao? Nhưng mà chuyện gì xảy ra với Tom ta? Tom với Angela là bạn chơi chung nè, Ginger cũng là bạn nè. Rồi ba đứa này chơi chung mà một đứa bị mất tích. Xong rồi hai đứa đi tìm, hai đứa đi tìm thì lần lượt từng đứa tới ám Mina, nói chuyện với Mina, giao tiếp với Mina. Rồi bây giờ là có như là cầu cứu Mina đi tìm luôn. Không biết chuyện gì xảy ra luôn, trời ơi, tôi sợ quá. Không biết là mình có nên đi theo chuyện này cho tới cùng hay không nữa, hay là thôi tới đây dừng được rồi. Ôi, tháng 7 cô hồn đó. Nếu như mà mọi người muốn Mina theo cái chuyện này tới cùng á, thì mọi người hãy cho Mina cái động lực nha. Comment thật là nhiều nè, hướng dẫn Mina cách làm nè, hoặc là giải có một cái lý giải nào mà logic hơn hay là hợp lý hơn thì mọi người comment bên dưới cho Mina biết nha. Hãy bấm theo dõi Mina channel nữa nha mọi người, để tiếp tục cập nhật tình hình câu chuyện này nếu như Mina có làm tiếp nha. Bye bye và hẹn gặp lại. Tôi sợ quá, tôi